Đúng rồi, vô cực nó ngon hơn nhiều, nhưng mà mình không có bạn ơi, mình không có chứ không phải là mình không ghét, mình không nhặt được cái BF. Chứ có phải là mình không ghét đâu. Sojin, Sojung có đâu, không có nổi cái BF mà, cái Sojin thôi. Đấy, đồ đen tướng cũng đen có gì xài đấy thôi. Đồ cũng đen, roll cũng đen nữa, chịu mà. Mình chơi game xui lắm, lấy đồ tăng trước cũng không được, mà bây giờ lấy đồ đam trước thì lại đéo có đồ tăng. Khổ vậy. Này, lấy gậy trước này đấy, giờ mình lấy đồ đam trước, thế nào cũng đéo có đồ tăng. Ôi giời ơi, bạn cứ lên được con Hammer 2 với con Garen 2 thì cũng tự khắc mạnh, tự khắc top 1 thôi bạn ơi. Hammer 2, Garen 2, Gấu 2 tự khắc top à. Nó cứ ra toàn đôi thông thì chịu. Bó tay bạn ơi. Muốn chơi được bất cứ cái gì thì cũng phải đỏ trước đã, trước hết là phải đỏ. Muốn chơi điều đầu tiên là phải đỏ. Và điều cuối cùng là phải đỏ. Thế thôi. Đen thì cút. Nói nhiều cái gì. Các bạn nhìn mình chơi là các bạn nản luôn mà. Nản dùng đấy. Nhìn mà nản dùng luôn mà. Đâu cần tôi khóc đâu. Anh em nhìn là anh em chán hộ luôn. Nhìn đéo biết chơi cái thể loại gì. Đi ven bay chả có đồ để chơi, mới vừa đổi. Phải chi mà nó ra cái cục cục ăn sáng, mình ngồi mình vớt con đi ven luôn. Cho đi ven làm à. Cho Riven đánh 6 thần sứ luôn. Chơi giáp máu ăn sáng. À chơi giáp máu ấy. Giáp con Riven để chơi giáp máu luôn. Cũng được. Đúng không? Mình giáp con Riven mình làm cái giáp máu cũng được nữa. Riven giáp máu cùng cung ánh sáng nó cũng có đam. Cùng cung ánh sáng cùng đao gì đấy. Đấy. Này có cùng đao đúng không? Cùng đao ánh sáng cùng cung giáp máu cũng, cùng gà đao. Cùng cung ánh sáng với giáp máu cũng được. Rồi đánh 6 thần sứ là nó trâu quá liền. Là nó có đam thì còn chơi Riven 3 được đấy, đồ như con kẹt ấy sao chơi đồ chả ra cái hệ thống gì. Có bạn nào đang chơi trứng nhiều lắm mày. Giáp máu không ta? Hay là gậy nắm mũ luôn. Lần này đến các ma nhé. Mũ chưa ai cầm được. Mũ chưa ai cầm được mọi người ạ. Giáp máu thì mày đánh Lucy cũng được. Có tăng là ngon. Các ma được. I'll get us through this.
Hay là đánh mực ta? Mực ổn không? Lucy giáp máu hai kiếm à? Hay là chơi mực nhỉ? Mực thì làm cái sojin này. Bắn lắc, lắc từ từ bắt. Thủ con Naughty đi. Thì à? Chị đéo cần biết. Chơi cái gì cứ lấy thìa. Cứ lấy cái thìa cái đã. Để ghép thiên thần cũng đẹp. Đấy, mơ tưởng tới con Garen thiên thần giáp máu đi. Các bạn suy nghĩ sao về con Lucian chiến binh? Dích hai bên tiết kiệm tiền. Đấy, nó núp góc nào đớp góc còn lại thế thôi. Ở Lucy chín bên thung ngon bằng hai kiếm. Mày húc nó mày mày láo mày đúng thật là Lucy chín bên không ngon mà hai kiếm. À tiết kiệm đi. Nãy giờ hướng Lucy đó quá trời. Olaf 2 với lại Senna này. Thôi mình xem hướng mực và hướng các ma được. Đánh ca đánh mực thì ghép thiên thần lại dễ đánh. Kẹp được nhiều hệ á. Riven này, Nelly này, cũng thần sứ này, đốc này. Grip phép, Soji grip phép, hợp lý. Thấy cái cung là đéo hợp lý rồi đấy. Thấy cái cung là không hợp lý rồi đấy. Thấy cung là hơi lủng nha. Ra cái cung hơi lủng đấy.
Thiên thần Crit phép. Cuồng đao giáp thiên thần bàn tay công lý đúng không? Nafe thì cái thìa nó không tận dụng được. Bản đánh Nafe không tận dụng được cái thìa đâu. Cái thìa không ngon. Đánh mực hay là đánh kêu đây? Đép ổn mới đánh kêu được. Sứ tái tạo cũng có ngon. Làm cái nước mắt cái đã. Cứ làm cái nước mắt đi. Đánh cái gì thì cũng nước mắt mà đúng không? Hay làm ấy kháng phép này. Các ma thiên thần này. Từ từ đã. Thôi đánh thiên thần đi cho nó chắc mọi người ơi. Thật đấy. Này. Bây giờ cho con này con các ma vào đây. Rồi ốc chết cho Shinra vào ba thiên thần, bốn thần sứ. Đép ổn không? Rồi xong các ma crit phép. Các ma crit phép thiên thần ổn hơn, đúng không? Thiên thần crit phép đép tạm. Ổn mới lên ra. Này. Bỏ con này ra cũng được đây. Vậy đi, thiên thần này. Đúng không? Được chưa? Hợp lý mà, thiên thần crit phép chờ gì nữa, chờ cái lên để đép ổn này, đép ổn nó lên đây này. Đây hai thuật sĩ luôn, bốn thần sứ, ba thiên thần, hai thuật sĩ, hai quân đoàn. Rồi bây giờ mình chỉ cần nhặt cái nước mắt nữa thôi là có đồ phun đồ mực rồi. Đây đép đi chứ, còn ngồi chờ rất là cút luôn đấy, chờ gì nữa. Đép ổn chưa? Có bài đép có phải ổn hơn không? Ngồi chờ đây để cút à? Này Sojin ánh sáng luôn này. Hay là ui, bây giờ mình nói thật Sojin ánh sáng không ngon bằng cái này đâu. Vậy con Garen cầm cái này trâu vãi lên luôn, giáp máu của cái này nữa. Mình xài Sojin thường không? Sojin ánh sáng không ngon bằng cái này đâu. Cái này trâu lắm.
Đấy. Lấy tăng đi. Lấy tăng ngon hơn, có đam rồi. Ừ, mình con gan đen không có giáp. Cái này là nó giống giống như tái tạo ấy. Có hồi phục luôn, ngon vãi. Đấy, con mập trâu vãi đáng. Bắn con mập ui ông này đẹp quá, Assam rồi. Đồ Assam thôi, quá Assam luôn à. Ngon rồi. Này, mập trâu chưa? Đánh được chết con mập cũng mệt mỏi luôn. Đấy, cào con mập đến mù quýt. Đấy, không có là thua rồi. Khỏe đéo chịu được. Không có Raven thì cứ để con mập cầm. Ngon mà. Không có Garen thì bạn đưa cái giáp máu với cái này cho con Reo cũng được vậy. Tại sao cứ phải nhất thiết là Garen? Đúng không? Tại sao cứ phải nhất thiết là con Garen nhỉ? Assan không đồ mà mấy ông kêu nhập. Ừ, thông đạo được này. Thông đạo ok này mọi người này. Thêm con thiên thần nữa cũng được. Chắc up 8 đi, bài ổn. Một cái Sojin, một cái thông đạo là đẹp. Các ma trưởng nhỉ? Hay để đánh các ma thiên thần luôn được nhở? Làm thêm cái vô cực nữa ta. Lấy cái gang làm gang bỏ thật vô cực luôn. Để đánh các ma thiên thần thần sứ luôn ta. 6 thiên thần 4 thần sứ à? Ui mà ơi, hai cái giáp máu à? Garen 2 giáp máu 1 thú tượng à? Mà chứ bây giờ trở lại lấy cái này. Cái lùng má mày. Nói về cái độ trâu thì vô địch. Mẹ vô ly đòn. Đấy Garen tí cầm đồ này là vô ly đòn. Thôi các bạn vua lì đòn, lấy cầm gì khổng lồ kìa mọi người ơi, vua lì đòn. Ôi mẹ 40 đi còn 41 mực này. Galio này có mực cái này, xem mực ổn hơn không ta. Ai, giờ không biết là lên đánh mực không đây. Mực thì chỉ có mỗi cái Sojin cái crit phép mà. Đam không nhiều.
Tôi chơi 2 đam luôn. Em mà cũng đéo được mọi người ạ. Lấy cái đấy thì cũng đéo được. Tôi đéo tin cái em bỏ thật đi một mình. Lấy con này đéo được. Phút đồ lấy lẻ đồ. Nó lẻ đồ ra. Garen kiếm súng không ngon. Để nó hai giáp máu luôn. Tại vì cái này là hồi phục rồi này. Cái này là hồi phục nè mọi người này. Nó theo phần trăm máu của bạn ấy. Đây xài các ma lắc rồi này. Tôi thích xài các bảo thật vô cực cho nó đỡ ngu. Cho nó đỡ đần mọi người ạ. À. Cho nó đần lắm. Bố mày lại ốc 9 luôn bây giờ. Ghét ghét bố mày là ốc 9 chơi mẹ 4 thần sứ 6 thiên thần bây giờ. Thôi roll đây, nhìn kinh quá. Mình để dưới 40 máu, ui mực 2 reo 2. Chết 7 dư 20 tiền mực 2 reo 2 nè mọi người này. Game dễ nha. Ảo thật đấy. Đó, thằng mập nó khỏe kìa. Đấy, tưởng tượng con mập nó như thế thì con Garen nó như nào nữa. Thôi roll đi kiếm Garen 1 đi. Rồi chắc mang 2 rồi. Ui chắc mang một đống này. Ý có hút đồ này. Ui lại hai cái găng. Mực hai găng được đấy nhở. Cho xin con Garen đi. Ui, cái đệt mẹ gì đấy. Mực nữa này. Mình xin Garen bạn ơi. Quen này, quen ngon rồi này. Chưa reo luôn này. Múa. Ây da, chết luôn. Đi chấp lên. Garen vô đây nữa là đẹp bài vãi lìn rồi này. Garen ơi, cho ta xin con Garen đi. Garen vô là đẹp bài chứ kìa. Bài bao đẹp luôn. Chỉ cần con Garen thôi là đẹp rồi. Cho ta xin con Garen này. Mực hai găng. Feels good to stretch my wings. Ủ má Hammer Timo luôn nè. Coi chán chưa kìa. Ui rồi. My spirit is untouchable. Reo đâu ta? Rồi không ra reo luôn vậy. Mày múa.
Ừ, gốc phút 7 kìa, đang đúng hay đấy. Xúc sắc không? Đi sẽ bố mày liều xúc sắc này. Xúc sắc vô con gì đấy? Theo các bạn, xúc sắc vô con Leona đi, vừa thiên thần vừa hiệp sĩ. Nó ra Garen không? Hiệp sĩ nó ra Garen không? Thần sứ thì chưa chắc nó ra đâu. Xúc sắc các ma à? Ừ đúng rồi, xúc sắc các ma đi. Biết đâu các ma ba, xúc sắc. Hồi xúc sắc các ma trông kinh lắm mọi người ơi. Nó thần sứ thuật sĩ, nó ra thuật sĩ nhiều lắm. Izun cứt. Ui một con, ra con reo này. Ủa sao lại à. Ôi xúc sắc các ma không được. Ẩu rồi, ông nào kêu xúc sắc các ma là ẩu. Tại vì các ma nó đang là thiên thần nữa. Ba hệ, ẩu rồi. Một mình muốn các ma ba hệ mọi người ơi. Ui Yasuba Nunu 3 luôn đấy. Chơi game gì đây? Alo. Sao lại mẹ hai con 3 sao luôn nè. Dễ thế nhở. À xuất sắc các ma ở ngoài. À đúng rồi đúng rồi. Mình hơi đần. Không sao không sao. Sắp rồi mọi người ơi. Sắp rồi. Cố lên. Biết đâu bất ngờ. Ở lại với anh đi em ở lại. Đồ ngon này. Đừng làm áng mây trôi trên bầu trời. Một mình chơi với bình con cạp. Mẹ nó lốc một con nữa. Không sao. Các ma là chính các bạn ơi. Các ma là chính. Thôi đừng có đánh các ma của tao. Đi mẹ nhờ. Thôi bốn con đi ông ta. Xin ra vứt. Các ma đâu? Đéo có các ma rồi. Đéo có Garen luôn. Lấm gì ra lấm quỷ thư à? Quỷ thư thì trông hơi đần. Lấm con nào nhiều tiền ta? Mẹ lượm có 5 tiền đi thì đéo lượm. Vừa 5 tiền với. Thôi lượm mẹ cái dao điện đi giảm kháng phép cũng được mọi người ạ. Lượm cái dao điện đi cũng được. Mình chưa có Garen. Giảm kháng phép đi. Izu ăn cứt. Garen đi rồi. Một con. À, có Garen rồi ráng trụ thêm tí đi. Hút đồ đi. Tại vì ui đồ mực ngon kìa. Giao điện cho con Syndra đi. Để cho nó chọi sớm cũng được. Bây giờ mình đang đúc đồ cũng ngon rồi này. Ừ kẻ ngu. Mực ra đúng đồ ngon, mực ra đúng đồ khá ngon. Mẹ nó thấy mình hai giáp máu, thằng nào nó lấy gì khổng lồ các bạn ạ. Khổ thật đấy. Ôi em ơi, Izu ăn cứt. Mặn ốc chó. Mặn ăn cứt. Châu ăn cứt. Lên em ơi. Giết kè kìa em ơi. Giờ sợ nắp tầm thôi. Ê lốc mực, nó lốc mực. Lốc mực cái con khạc. Như là tầm trưởng. À cha. Kame. À, 26k đam. Úi trời ơi. Bài chưa top 1 đâu nha các bạn. Bài chưa có top 1 được đâu.
Bài này dễ đời đi lắm. Đây này, nhìn con Assassin này chán chưa? Có thằng nóc tần đấy mọi người ơi, có thằng nóc tần. Cái thằng nóc tần đâu rồi? Đây nè, nó cầm diệt này. Năm tà thần, năm sát thủ này, cái thằng này nó nguy hiểm lắm, dễ chết con các ma mình lắm. Quỷ thư à? Quỷ thư cho ai chắc quen thôi. Quen quỷ thư, xin ra quỷ thư cũng được. Mình nghĩ là xin ra đi, xin ra chọi ngon hơn. Chọi carry ở phía sau. Còn bài sát thủ kinh bỏ mẹ đây này. Sao lại một đống mực đấy. Tôi cần con reo 2. Quen. Úi cái đệt mẹ giờ sao ta. Ê, lốc mực, lốc mực, lốc mực. Không phải lốc các ma là được. Không lốc các ma. Không lốc các ma nè. Không lốc được các ma. Thằng sát thủ đi rồi. Thằng sát thủ đã đi rồi. Yeah. Yeah. Thằng sát thủ đời đi rồi. Thằng sát thủ đi rồi. La la la. À. Ôi. Ờ tôi lấy ấn bí ẩn đúng rồi mà. Ờ tôi lấy ấn bí ẩn cũng ngon rồi. Đánh với phép mà, lấy ấn bí ẩn đúng rồi. Mẹ tôi thấy, ủa tôi bảo, tôi tưởng tôi không khóa. Nó ra cái gì ấy, tôi hết hồn các bạn ạ. Tôi tưởng tôi chưa có khóa. Ý vút bẫy này. Lát vô đây, mày vô đây. Ấn bí ẩn ngon ngon ngon. Còn một thằng lốc. Lốc lốc còn kha. Trời ơi, mai chết. Mực này mai chết các ma nhá. À, các ma của anh mẹ 160 tháng phép mai chết. Mai chết bạn ơi. Mai chết. Rồi reo 2 thôi chứ, giờ này đợi cái gì nữa. Cái lốc thôi. Cứ lình lình lốc lốc thôi. Lốc con khập. Lốc lốc con khập. Ê chết mẹ. Thằng sinh ra. Đúng rồi chọn nó đi. Đúng rồi. Nguy hiểm quá. Nguy hiểm quá. À nhìn kinh quá. Xin ra ơi. Chọn nó đi cho mày. Xin ra ơi. Xin được ra. Xin được giống. Thì à. Mình nói cung dư đúng không. Tái tạo. Thiết giáp. Chắc lấy khăn quá à. Lấy khăn đi, nó để con Dana. Nó lấy khăn cho con Dana, nó bay vô nó hất cái tim mình ra là mệt đấy. Lấy khăn cho quen cũng được. Tại vì mình mà để nó lấy khăn đấy. Không, bạn mà để nó lấy khăn, nó để con Dana nhảy vô ấy. Mình không có vút bẫy, nó hất văng con kia của mình ra là chết. Không được đâu. Bạn mà để nó lấy khăn, nó cho con Dana này này. Nhảy vô nó hất mẹ ra là khổ.
Dâng team lên ngài hết sát thủ rồi à? Ok luôn. Lì thế, thêm thằng bully đòn này. À, con reo không lên nổi hai, nãy bán đi chứ. Con Nunu này 4k3 máu, con gan em mình có 3k thôi, nên mình sẽ đưa lên đây. Để núp con Garen lại các bạn, núp con Garen đi. Lóc lóc cái gì? Nó tính nuốt đây, nó để anh ra. Nó nuốt con Garen cho tôi. Đấy má một nuốt kìa. Ừ, cho con Nunu đi, đúng rồi. Cho con Nunu đi chỗ khác. Kinh vãi lên ra. Nó tính nuốt con Garen của tôi. Thằng Len này nó tính nuốt con Garen của tôi. Không có được. Kinh lắm. Mấy thằng Len này tính lên đây. Cho con này cuồng đao luôn mọi người ơi. Nó nuốt con Garen đấy. Giấu con Garen đi mọi người ơi. Giấu con Garen đi. Sợ chứ. Sợ Nunu chứ. Bọn này mẹ nó thấy mình chơi hai cái giáp máu mà thằng đéo nó cũng ghép diệt ạ. Thằng đéo nó cũng diệt thôi. À Nunu ba Yasuba sợ quá. À cho xin con reo hai rồi. Quen cái gì cho xin ra cover bạn ơi. Tôi cần cho con cover. Cover team. Đây rồi, thấy không? Này, đấm con này này. À, lốc xin được ra. Bạn ơi, bố mày giảm kháng phép rồi. Bố mày giảm kháng phép rồi. Một trưởng đi. Một trưởng đi. Đi dây chuyền trục tọa con khang. Ai trưởng luôn. À ghê quá. Ghê quá. À ghê quá. Kinh vãi lên. Dây chuyền trục tội à? Mình cũng cần dây chuyền trục tội. Hai nước mắt quen. Quẩy Garen. Garen 2 đi. Gấu à? Kéo lên được Garen 2. Lốc con khờ. Vẫn con Yasuo đi. Đúng rồi. Thôi xong rồi. À, tí nữa thì ăn cướp rồi. À, tí nữa thì ăn cướp mọi người. Tí thì ăn cướp. May con Nunu nó không bỏ lem được. Tí thì ăn cướp. Mà tôi cố tình đấy. Tôi biết tôi thắng rồi. Tôi cố xếp như vậy ấy, để cho game nó gây cấn. Xem nó hồi hộp rồi. Chỉ nằm trong sự tính toán của tôi hết rồi anh em ơi. Anh em thấy clip này hay á thì nhớ để lại cho mình một like nha.
Nếu anh em muốn thử thách mình ghép tướng mới hoặc là build đội hình mới thì để lại một comment cho mình ở phía bên dưới nha. Đã sinh ra là chỉ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì chỉ châu vô địch. Đã sinh ra là trẻ châu tinh nghịch, trẻ châu ta thì thường hay khinh địch, khinh xong rồi thì trẻ châu vô địch.